Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với eosvn.com. Ở video trước thì chúng ta đã dựng được mã HTML từ cái bố cục của file BSD. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiến hành viết CSS để hoàn tất cái quá trình chuyển từ file BSD sang HTML. Thì ở video trước thì tôi có sai một chút, đó là tôi chưa đóng hai cái thẻ pi trong hai cái trong cái thành phần bot 3. Thì bạn có thể giúp tôi bổ sung hai cái thành phần này. Hôm trước thì sau khi xem lại cái video này thì tôi mới phát hiện ra cái lỗi này. Cái thẻ pi ở cái thành phần read more. Thì bạn có thể giúp tôi bổ sung cái thành phần này. Ok. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tạo ra một cái file. Và chúng ta sẽ lưu cùng với cái thư mục chứa cái file HTML hôm trước mà chúng ta đã tạo ra. Chúng ta sẽ lưu với cái phần mở rộng là CSS và chúng ta sẽ viết CSS trong cái file này. Bạn sử dụng cái tab link để chúng ta gọi cái file CSS đó vô style.css style.sheet. Thì CSS được sử dụng trong trường hợp này chúng ta gọi là CSS ngoại tuyến. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu viết mã CSS. Thì trước tiên khi bạn viết bất kỳ một file CSS nào thì chúng ta nên reset tất cả cái giá trị matching và padding của tất cả các thành phần trên trang web về 0. Bởi vì hai cái giá trị này mỗi trình duyệt thì nó sẽ hiểu hai cái giá trị này theo cái giá trị khác nhau, do đó là chúng ta nên reset tất cả các giá trị của các thành phần về 0. Thì bạn sẽ sử dụng Universal Selector để chúng ta reset hai cái giá trị này. Bạn sử dụng dấu sao và chúng ta sẽ reset margin về 0 và padding về 0. Tiếp theo là sẽ là cái thành phần body. Thì thành phần body này chúng ta có thể khai báo CSS cho tất những cái thành phần nào chung chung nhất trong cái layout của chúng ta. Thì ở đây chúng ta có thể về phông chữ này, về kích cỡ này, thì chúng ta có thể viết trong cái thành phần body. Thì bạn có thể sử dụng cái công cụ tách trong Photoshop và chọn một cái vùng tách nào đó. Thì ở đây bạn thấy là bạn nhìn lên trên thì bạn sẽ thấy là nó sử dụng phông là Myriad Pro và có cái kích thước là 13 pt. Tương tự như vậy thì những các cái thành phần khác cũng có cái giá trị như đó. Thì chúng ta sẽ gán chung cho cái thành phần body là có cái phông được xác định là Myriad Pro phông có giá trị là 13 pt, cái phông feminine là Myriad Pro. Nếu mà không có cái phông này thì chúng ta sẽ sử dụng cái phông Arial. Với cái tên phông mà có từ 2 từ trở lên thì bạn phải đặt nó trong cái dấu ngoặc kép. Là chúng ta có thể sử dụng hai phông đó là được rồi. Cái color, cái thành phần màu. Thì thành phần màu được sử dụng cho tag nhiều nhất. Đây thì bạn có thể chọn cái thành phần tag này và chúng ta sẽ nhìn lên trên chúng ta sẽ thấy một cái color box. Thì bạn sẽ kích vào đó thì chúng ta sẽ xác định được cái màu dùng cho cái thành phần tách. Bạn có thể lấy mã màu ở đây và bạn sẽ copy lại cái giá trị này. Tiếp theo là chúng ta sẽ bỏ đi tất cả cái gạch chân trong cái đường link. Thì chúng ta sẽ style cho cái thẻ A. Thì chúng ta sẽ gắn text decoration none. Thì chúng ta sẽ bỏ đi tất cả các cái gạch chân ở các đường link. Tiếp theo nữa thì chúng ta cũng bỏ đi tất cả các cái đường viền của những cái image, những cái hình ảnh trên trang web. Border 0 pixel. Bạn chỉ cần ghi là 0 thôi. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ lần lượt viết CSS cho các cái thành phần hôm trước chúng ta đã tạo ra. Đầu tiên sẽ là cái thẻ Wafer.
À, thì cái vẹt wrapper này nó sẽ có độ rộng là 30 cm. Tôi sẽ tạm thời ẩn cái này đi. À, bạn có thể sử dụng công cụ snip và bạn sẽ chọn toàn bộ cái độ rộng của cái layout này. À, thì chính xác của nó sẽ là khoảng 960 pixel và được căn đều giữa màn hình. À, thì chúng ta sẽ style cho cái thẻ wafer đó, cho cái thành phần wafer. Wafer white. À, 960 pixel. À, nó được canh đều. À, chúng ta sẽ gắn margin không auto. Thì khi viết cái lệnh margin không auto thì nó sẽ tự động canh canh cái thành phần wafer ra giữa màn hình. Rồi kế đến chúng ta sẽ có thành phần header. Thì trước tiên chúng ta sẽ style cho cái logo này. Tôi tạm thời delete cái này đi. À, bạn sẽ set padding chung cho cái thành phần header này trước. Thì bạn có thể chọn cái tab info trên cái thanh navigator info này và bạn sử dụng cái công cụ Macro Tool. À, thì chúng ta có thể đo được padding của các cái thành phần này. Như bạn nhìn sang đây thì nó sẽ có cái chiều cao hay của nó sẽ khoảng là 14 pixel. À, thì chắc khoảng 10 pixel thôi, thì chúng ta sẽ padding cho các thành phần header này là 10 pixel đi ha. Đại loại là như thế. 10 pixel. À, cái image ở cạnh bên trái. À, tiếp theo cái sixth form này thì nó sẽ được canh bên phải. À, do đó là chúng ta sẽ có thể sử dụng float hoặc là sử dụng absolute position để chúng ta định vị tuyệt đối cho cái thành phần này. À, thì bạn nên sử dụng absolute position bởi vì khi bạn sử dụng float thì bạn rất dễ bị vỡ giao diện trên các trình duyệt khác nhau. Cái absolute position là một cái thuộc tính rất hay trong CSS. À, thì bạn có thể sử dụng cái thuộc tính này để chúng ta định vị tuyệt đối cho cái thành phần sixth form này và tương tự cho các thành phần khác. Thì để sử dụng được position absolute position thì trước tiên bạn phải gắn cái position nào relative cho cái thành phần chứa cái thành phần đó. Ở đây là thành phần header sẽ chứa thành phần sixth form. Nên là chúng ta sẽ gắn cái position relative cho cái thành phần header này. À, chúng ta sẽ có header form thì chúng ta sẽ gắn cho nó là position absolute định vị tuyệt đối đó. À, chúng ta sẽ top khoảng 10 pixel right 10 pixel. Thì bạn có thể chạy cái file này và chúng ta có thể xem. Ok, sorry, tôi chạy nhầm cái file CSS. Đó, thì bạn có thể thấy là thành phần sixth form nó canh về bên phải đó đó. Cái thành phần head 1 này nó lớn quá, mình cho coi cái font size của nó là bao nhiêu. À, thì bạn chọn công cụ text và bạn coi cái font size của cái này nó sẽ là 20 pt. Thì chúng ta sẽ có header form và chọn cái thành phần head 1. Chúng ta sẽ gán font size cho nó là 20 pt. Chắc nó đang lớn quá đó. Rồi ok. Tiếp đến là chúng ta sẽ style cho cái sixth form này.
thì chúng ta sẽ có là header form h1 form input. Chúng ta start cho cái thành phần input. Đây, chúng ta start cho cái thành phần này. Thì nó sẽ được có được tạo lên bởi cái sig form button mà trước chúng ta đã tạo ra. Thì bạn thấy là cái hình này nó sẽ có độ rộng là 272 pixel và cao 23 pixel. Nên chúng ta sẽ style cái background cho nó. URL image duyệt sig form sigbot chấm sigpack. Chúng ta sẽ không cho nó nạp lại nên là gán nó là no repeat width y của nó là 272 và hay 23 pixel. 272 pixel hay 23 pixel padding. Sao lại chưa hiện ra? No repeat. Sorry bạn. Image switchboard. Vậy là chúng ta chưa CSS selector cho nó được rồi. Oh sorry bạn. Form viết thành from. Đó thì chúng ta có đã có rồi. Chúng ta sẽ bỏ cái border của nó đi. Border là không. Cho nó cái color là màu trắng. Ok. Chúng ta sẽ cho nó padding nếp khoảng cỡ 7 pixel. Cho 10 pixel đi. Thì khi bạn padding 10 pixel bên nếp thì bạn phải giảm cái độ lớn của nó đi 10 pixel. Như vậy là chúng ta đã xong cái thành phần header. Cái tag này lớn quá. Cái màu nó hình như là không phải. Cái thành phần H1 đó. Mình cho nó khoảng 18 pt đi. 20 pixel thôi. Và gắn cho nó cái color. Ok. Mình sẽ canh nó về bên trái, bên phải. Flat. Right. Thì chúng ta sẽ canh nó về bên phải. Mình cho cái này cho cái thành phần form này tới khoảng 15 pixel đi ha.